Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây, trạm bơm Xuân Tràng, xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ bơm nước sông Bắc Hưng Hải tưới dưỡng cho lúa trong khu vực. Tuy nhiên, nước sông ô nhiễm dẫn đến nước bơm lên sủi bọt trắng xóa, bốc mùi hôi thối, khiến nhiều người dân ở lân cận và người qua đường khó chịu. Đây là trạm bơm xã Chiến, Xuân Tràng, vừa vận hành để tưới cho gần 7 hectare lúa. Nhưng nguồn nước không chỉ đen, mùi rất khó chịu, lại sủi bọt như bong bóng xà phòng, trắng xóa cả một khu vực. Thậm chí, nhiều nơi bọt trắng xóa cao hàng mét, tràn hết cả ra đường giao thông. Dưới lớp bọt, nước sông ngả màu đen kịt, những bọt bẩn này bay vào nhà dân. Nước nó còn bẩn nữa thì nó bọt thì nó đen, chứ không bọt trắng này đâu. Nó cao vượt cái bờ tường này này. Do nguồn nước sông ô nhiễm, hiện nay là thời điểm các trạm bơm lấy nước phục vụ tưới dưỡng cho lúa xuân sau cấy. Nhưng do nguồn nước không đảm bảo nên nhiều trạm bơm phải dừng hoạt động. Nước đen thì chúng tôi không cho bơm, vì bơm vào thì sợ nó ảnh hưởng đến cái sản xuất. Còn hiện tại bây giờ thì nếu như mà cứ nước đen nhiều mà liên tục thì cái khó khăn là nhân dân vẫn phải cần nước phục vụ sản xuất. Chúng tôi chỉ đưa vào mương thôi để cho nó pha loãng ra, tức là cái nước nó không đen như này. Trên địa bàn huyện Yên Mỹ có 17 trạm bơm lấy nước từ sông Bắc Hưng Hải để tưới cho trên 500 hectare lúa. Theo người dân cho biết, tình trạng nước sông bị ô nhiễm đã xảy ra từ đầu tháng 3 do doanh nghiệp xả thải ở đầu nguồn. Tình trạng nước ô nhiễm đã gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh.